Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1987, cư trú ấp 4 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 3 năm 2023, Cảnh đi xuôi cá tại khu vực xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu thì phát hiện nhiều bầy vịt với số lượng lớn của người dân địa phương đang nuôi lấy trứng, nên Cảnh nảy sinh ý định lấy trộm vịt. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông giữ vịt của mình, nên Cảnh đã ra tay lấy trộm hàng trăm con vịt. Số vịt trộm được, Cảnh lùa ra đường lộ nông thôn rồi điện thoại kêu xe tải chở về nhà cất giấu. Rạng sáng 30 tháng 3 năm 2023, cũng với thủ đoạn tương tự, Cảnh tiếp tục ra tay lấy trộm vịt tại khu vực này. Đến sáng ngày 4 tháng 4 năm 2023, phát hiện số lượng vịt trong bầy bị giảm, nghi vấn bị trộm nên chủ vịt đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã phối hợp công an xã Vĩnh Hòa tiến hành xác minh điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Cảnh là đối tượng nghi vấn nhất nên đã cho mời Cảnh lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Cảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời lực lượng công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 462 con vịt trị giá khoảng 25 triệu đồng, trao trả lại cho bị hại. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân yêu cầu các ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hành tiết kiệm điện trong giai đoạn nắng nóng như hiện nay và cả năm 2023 nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung cấp điện an toàn, ổn định. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phổ biến quán triệt trong cơ quan đơn vị thực hiện tiết kiệm điện, theo đó tắt các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, các hãng nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện, đồng thời đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người thân và các hộ dân xung quanh khu vực sinh sống tham gia thực hành tiết kiệm điện như cài đặt điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, qua đó góp phần thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm điện trong chương trình tiết kiệm điện quốc gia năm 2023 có hiệu quả. Đến nay, An Giang có 88 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, gồm gạo thơm đặc sản Thiên Dương và gạo ngon Tiếng Vua Tiên Nữ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Thoại Sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. 16 sản phẩm đạt 4 sao và 70 sản phẩm đạt 3 sao. Có 63 sản phẩm OCOP thuộc nhóm thực phẩm, 21 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống và 4 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ trang trí. Có 59 chủ thể sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP, trong đó có 6 hợp tác xã, 20 doanh nghiệp và 33 cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến năm 2025, An Giang phấn đấu có 170 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp quốc gia. Hiện tỉnh đang tăng cường xây dựng hệ thống tư vấn hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình OCOP, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại sản phẩm, quản lý chất lượng. Tiếp tục chuyến làm việc của đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang tại Vương quốc Campuchia, sáng nay tại tỉnh Cần Đan đã diễn ra cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng cuối năm 2022 và đề ra phương hướng 6 tháng đầu năm 2023 giữa tỉnh An Giang và tỉnh Cần Đan. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngài Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cần Đan chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hai tỉnh thực hiện nghiêm Hiệp ước bổ sung năm 2019 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia và các thỏa thuận khác đã được hai nước thống nhất. Về lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, hải quan, hai bên đã trao đổi về hoạt động thương mại và đầu tư, cũng như việc mua bán hàng tiêu dùng qua lại khi kinh doanh và đầu tư tại tỉnh An Giang và tỉnh Cần Đan, và quyết tốt vấn đề quản lý thương mại tại các cửa khẩu nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh. Tỉnh An Giang đã hợp tác phối hợp với chính quyền tỉnh Cần Đan tổ chức lễ công bố khai trương mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Sương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Sương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Sương nhằm đồng bộ với loại hình của cửa khẩu Cơm Sơn O. Các huyện, thị xã biên giới của hai tỉnh hợp tác chặt chẽ nhằm phát huy quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì tốt hoạt động trao đổi thông tin nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình chung trên địa bàn, qua đó kịp thời giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới giữa hai địa phương. An Giang và Cần Đan tiếp tục phối hợp với Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc đất liền của hai nước Việt Nam và Campuchia thúc đẩy tiến độ công tác phân giới cắm mốc giữa hai tỉnh. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư và ngài Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cần Đan Nop Dara đã ký kết chương trình hợp tác năm 2023.
Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành của hai tỉnh An Giang và Cần Đan tặng quà lưu niệm, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 31 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề để xem xét giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Đừng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và bà Đinh Thị Diệu Quỳnh, chủ tọa kỳ họp. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, kỳ họp thứ 13 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến quyết định đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Trong đó, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong năm 2023, giai đoạn 2024-2025, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu từng nội dung, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xác thực để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị các cơ chế chính sách đảm bảo hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng cử tri tỉnh nhà. Theo chương trình tại kỳ họp, thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan trình bày nội dung dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023. Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đối với các dự thảo tờ trình nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình và thống nhất thông qua. Toàn bộ nội dung kỳ họp chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lựa chọn chủ đề "Chúng ta cần thực phẩm không cần thuốc lá". Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi các nước nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đề cập mối liên hệ giữa thuốc lá và đói nghèo, kêu gọi các nước đưa ra giải pháp thay thế cây thuốc lá bằng cây lương thực. Theo các số liệu thống kê, số người bị mất an ninh lương thực đã tăng từ 135 triệu người năm 2019 lên 349 triệu người hiện nay. Trong khi đó, hiện có 124 quốc gia trồng cây thuốc lá như một loại cây công nghiệp với tổng diện tích hơn 3 triệu hecta. 9 trên 10 quốc gia trồng nhiều thuốc lá nhất là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Hơn 1 triệu lao động trẻ em đang làm việc tại các nông trại thuốc lá, bỏ lỡ việc học hành. Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc các chính phủ tại Tây Thái Bình Dương ngừng trợ cấp cho hoạt động trồng cây thuốc lá, hỗ trợ trồng các loại cây bền vững. Theo WHO, hơn 1 triệu hecta đất tại khu vực này đã sử dụng để trồng thuốc lá, trong khi hàng triệu người vẫn đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. WHO cho rằng, nếu dùng 1 triệu hecta đất này để trồng các loại cây lương thực nhiều dinh dưỡng sẽ đáp ứng được nhu cầu của hàng triệu người. WHO nhận định, việc trồng thuốc lá là một vấn đề toàn cầu. Các chính phủ cần thúc đẩy những chính sách chuyển từ trồng cây thuốc lá sang các loại cây kinh tế khác. WHO hiện đang hỗ trợ nông dân tại nhiều nước, trong đó có Kenya, từ bỏ việc trồng cây thuốc lá để chuyển sang các loại cây trồng khác nhằm góp phần tăng cường an ninh lương thực. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới và có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động.
Tại Việt Nam, với những nỗ lực của Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được những kết quả quan trọng. Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, tại khu vực bờ sông Rạch Cái Sắn, đoạn từ cầu Cái Sắn Lớn đến cầu Năm Sú thuộc tổ 17, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, xảy ra hiện tượng răng nứt đường với chiều dài 35m, ảnh hưởng đến 7 căn nhà với 28 nhân khẩu đang sinh sống. Hiện các căn nhà bị nghiêng ra phía sông và có nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là trong cao điểm mùa mưa bão như hiện nay. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thạnh đã báo cáo hiện trạng đến Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp các phòng ban chuyên môn thành phố khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở, phân công lực lượng dăng dây cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc lưu thông đi lại, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân. Địa phương cũng tuyên truyền vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chủ động di dời tài sản đến khu vực an toàn và không ngủ nghỉ tại khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh thiệt hại về người và tài sản nếu sạt lở xảy ra. Khu vực bờ sông Rạch Cái Sắn, đoạn từ cầu Cái Sắn Lớn đến cầu Năm Sú có chiều dài hơn 150m với 17 hộ dân đang sinh sống. Trong đó, đoạn có nguy cơ sạt lở có chiều dài 35m, ảnh hưởng đến 7 hộ, dự báo sẽ diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới do mưa kết hợp triều cường và các phương tiện đường thủy lưu thông qua lại trên tuyến kênh Cái Sắn rất nhiều. Sáng 30 tháng 5, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Quyền Tri Tôn đã tổ chức giám sát công tác quản lý, tạm giam, tạm giữ tại Công an Quyền Tri Tôn. Tham gia cùng đoàn có Thường trực Hội đồng Nhân dân quyền và lãnh đạo các ngành có liên quan. Qua khảo sát thực tế, đoàn giám sát đề nghị Công an Quyền Tri Tôn cần quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật, triển khai đồng bộ có hiệu quả từ khâu quản lý, giam giữ, chấp hành án, tổ chức tiếp nhận phân loại, quản lý giam giữ, tuần tra canh gác, dẫn giải bị can, đồng thời bố trí thêm camera giám sát an ninh trong khu vực giam giữ, bố trí phòng điều trị dành riêng cho can phạm tại Trung tâm Y tế huyện. Công an Quyền Tri Tôn đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm buồng giam riêng biệt cho các can phạm nhân vi phạm nội quy. Sáng nay 31 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh dẫn đầu đoàn đại biểu các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức tôn giáo đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Tại buổi đến thăm, thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh đã gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đón đại lễ Phật đản 2023 vui tươi, đầm ấm và an lạc. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ghi nhận những đóng góp đầy ý nghĩa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, các vị chức sắc tăng ni Phật tử đối với công tác chăm lo khuyến học, người nghèo, an sinh xã hội của tỉnh, đặc biệt là giai đoạn bùng phát dịch COVID-19. Góp phần chung tay cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Qua đó mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền vận động các chức sắc tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, trưởng Ban trị sự, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động của Ban trị sự thời gian qua. Qua đó khẳng định, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các vị hòa thượng, chức sắc tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đạo đời, đoàn kết tôn giáo để góp phần công sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bắc Tôn ngày càng phát triển. Đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo an sinh xã hội. Đến thăm và chúc mừng chùa Kỳ Viên, An Phước, thị trấn Đa Phước và chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú nhân đại lễ Phật đản 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc tăng ni Phật tử vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, chúc các vị chức sắc cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón mừng lễ Phật đản 2023 an vui, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương An Phú ngày càng giàu đẹp. Trụ trì các chùa bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện An Phú, đồng thời khẳng định sẽ vận động tăng ni Phật tử không ngừng phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo,
tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương An Phú ngày càng phát triển vững mạnh.